Tin mừng theo Thánh Luca. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Sứ giả của Thiên Chúa. Nhiều người trẻ hôm nay đặt câu hỏi nghiêm túc rằng cuộc đời này liệu có điều gì tốt, và có lúc họ thấy khó khăn để tìm cho mình một câu trả lời. Tuy nhiên, cách chung, người trẻ thường nhìn vào những khó khăn này và tự hỏi, tôi có thể làm điều gì không? Ánh sáng của niềm tin có thể xóa tan sự tối tăm này. Đức tin giúp chúng ta hiểu rằng đời sống của mỗi người là vô giá, vì mỗi người trong chúng ta là hoa trái của tình yêu. Sứ điệp của Đức Benedicto 16. Sự ra đời của Gioan Tẩy Giả là dấu chỉ báo trước niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân người. Sự ra đời của Gioan Tẩy Giả cũng báo trước sứ vụ mà ông sẽ đón nhận, trở nên sứ giả của Thiên Chúa. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên sứ giả của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa ban, để chúng con can đảm, tin tưởng và cương quyết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.